Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Ninja Diệt Chuyến, hay còn có tên gọi là Domination Resort nhé bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa này. Hiện tại thì tựa game này sẽ có hai thức nạp. Thức nạp nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa này thông qua cổng thanh toán của Google Play và Store. Thức nạp hai là nạp thông qua site chính thức của nhà phát hành A. Thì cả hai thức nạp thì sẽ có những ưu điểm và điểm khác nhau. Thì đối với thức nạp nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa này thông qua cái cổng thanh toán của Google Play Store thì nó sẽ có số điểm điểm như sau. Thứ nhất là về phô điểm thì tất nhiên là nó sẽ nạp cực kỳ dễ dàng, và các bạn có thể nạp bằng cổng hành chính bằng điện thoại của bạn được nhé bạn. Nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm, như là nó sẽ bị tính thế là cao và không nhận thêm trong ưu đãi từ nhà phát hành. Còn nếu thức nạp hai là nạp thông qua site chính thức của nhà phát hành game thì nó sẽ có một số ưu điểm và điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì tất nhiên là nó sẽ không bị thế và bạn sẽ nhận theo một trong ưu đãi từ nhà phát hành, nhưng mà sau trong đó thì nó sẽ có một số ưu điểm, như là nó sẽ nạp cực kỳ gồm ghè và bạn mới chơi thì nạp khá là khó khăn nha các bạn. Và các bạn không phải nạp bằng tài chính của xin điện thoại của bạn được nếu như không hỗ trợ. Còn về phần quà nạp đầu thì cả hai thức nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu như nhau. Nạp 25.000 sẽ nhận được ngay là một con Naruto nhất quỷ phẩm chất SS số lượng 1, trên đó là ngọc nhân thực số lượng 10 và sushi số lượng 2 các bạn. Và nếu như bạn đang nhập ngày 2 thì bạn sẽ nhận được đồng số lượng 50.000, đá canh sao số lượng 50 và sushi số lượng 2. Ngày 3 thì bạn nhận được quỷ chiêu 1 cao số lượng 10, tâm đắc cao cấp số 10 và sushi số 2. Nếu bạn có điều kiện hơn chút thì bạn có thể nạp 100.000 thì bạn sẽ nhận thêm là Naruto nhất vị nha bạn. Ủa đây ghi 100k, sau đây nó để ghi hai nạp tiếp 200k ta. Kèm theo nữa là quà danh vọng 2 và cái miếng thịt nha nướng như vậy số 2. Ngày 2 các bạn đã nhập sẽ nhận được mảnh Naruto nhất quỷ số 10, quà danh vọng 2 số lượng 2, quà quyển số lượng 4. Ngày 3 các bạn nhận được Naruto nhất quỷ mảnh số lượng 10, quà danh vọng 2 và 4 cái cỏ đào. Nếu như bạn có điều kiện hơn chút thì bạn có thể nạp mà 50.000 thì ngay tức thì bạn nhận được quyển chiêu giới hạn số lượng 10, 50 cái đá thân sao và quen số lượng 200. Ngày 2 bạn nhận được quyển chiêu giới hạn, quyển chiêu nhận cụ giới hạn số lượng 5, đá tân sao số lượng 50 và quen số lượng cấp 300. Ngày 3 thì nhận được thêm nữa là quyển chiêu nhận cụ giới hạn số lượng 5, đá tân sao số lượng 100 và quen số lượng 400. Còn đây là quà chiếc tôn nhé bạn. Bạn phải nạp là 1.900.000 thì mới có thể nhận được quà chiếc tôn này. Khi bạn nạp thì bạn nhận được ngay là Sasuke Shippuden, thường là một tướng nha bạn, kèm đó nữa là không là Alta Sasuke Shippuden. Ngày 2 khi bạn đã nhập thì nhận được mảnh Sasuke Shippuden số lượng 5, kèm đó nữa là ngự hồ ngọc 4 sao đỏ. Ngày 3 thì bạn nhận được ngay mảnh Sasuke Shippuden số lượng 5, kèm nữa là đá tân bậc Tama. Còn đây là thưởng nha bạn, khi tất cả các bạn kích hoạt đủ hết 4 cái bóc này và đập đầu và 100k và 500k và tiếp tôn thì bạn sẽ nhận được thưởng này. Khi hưởng thì bạn sẽ nhận được 2.000 vàng, 50 đá tăng sao và 2 dung đồng level 5, mở nhận 40 đồng. Ok ta. Còn hưởng cuối như hơi bèo quá, nó chỉ nhận được vàng thôi bạn. Ok, thì đầu tiên đây nạp trong tựa game này, các bạn nhấn vào phần dấu cộng ở ngọc đây. Thì nghe tức thì nó sẽ hiện ra gói này, các bạn tiến hành chọn cho mình cái gói nạp. Các bạn có thể sử dụng vé nạp là bạn phải nạp trên web nha các bạn. Còn nạp thì ở đây các bạn nhận vào nạp thì ngay tức thì nó sẽ hiện lên cái thông tin nạp của Google Play hoặc App Store. Thì nó sẽ hiện lên số thanh toán, mức thanh toán thứ nhất là thanh toán bằng tài khoản chính của sim họ các bạn. Nếu như bạn sẽ xin việc theo Mobivinow Việt Nam Mobile và bạn liên kết với Google Play App Store và bạn tiến hành nạp, nhưng mà hiện tại nó chưa hỗ trợ nha các bạn. Tại vì cái này thì nó chưa có trên Shopify nên là chưa hỗ trợ nạp trên Shopify đâu, nó chỉ hỗ trợ nạp trên App Store thôi, tại có app trên App Store. App Store tên là Domination Resort các bạn. Bước thứ 2 là thanh toán hàng quyến dụng hay nợ. Thứ 3 là thanh toán nguyên tử số 13. Thứ 4 là thanh toán nguyên tử Momo. Thứ 5 là số dư cuối cùng là bạn, các bạn có. Còn cái nạp này á là bạn nạp không qua sai nha các bạn. Thì để nạp không qua sai mình sẽ hướng dẫn bạn nạp qua website các bạn. Để nạp thì bạn vào cái trang nạp là pay.agame
ninja.vn. Đó thì các bạn chọn game Ninja Đại Chiến, đăng nhập, chọn máy chủ, chọn nhân vật, nhấn xác nhận, chọn gói nạp, chọn phí thanh toán Momo, Red ATM. ATM là đề su, là nạp quý các bạn. Viettel Pay, VTC Pay, Card, Visa, Apple Pay, với mã QR. Mình sẽ dẫn bạn từ công thức. Đầu tiên là Momo. Các bạn chỉ nên với những Momo và tiến hành toán hợp với mã QR code nha các bạn. Thứ hai là quay game, quay ATM. Bạn nhập cho mình số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hiệu lực, nhấn xác nhận thôi nha các bạn. ATM nội địa, các bạn chọn một trong hai cái thẻ ATM ngân hàng, chọn ngân hàng, nhập cho mình số thẻ, tháng năm hành cho thẻ, email số hội nhân hành toán, ứng dụng ngân hàng quý điện tử. Nhà tức nó chuyển đến ứng dụng hàng bạn đang sử dụng và tiến hành thanh toán, hoặc là biết mã thì có thể tiến hành thanh toán nha bạn. Cái tiếp nữa hướng dẫn bạn Viettel Pay hay còn là Viettel Money các bạn. Các bạn tiến hành lựa chọn một trong hai thức, hai thức này bạn đăng nhập vào hết và bạn tiến hành nạp quét mã QR. Các bạn sử dụng bất kỳ ngân hàng hoặc ứng dụng ngân hàng quý điện tử nào vào biết mã QR này tiến hành thanh toán nha bạn. OTA cả ATM nội địa, chọn bất kỳ ngân hàng điện tử nào, nhấn vào thanh toán, nhập cho mình số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hiệu lực, mình nhấn thanh toán thôi nha bạn. Cái tiếp nữa cũng là OTA, mình hướng dẫn bằng thẻ Visa với tất cả, nhập mình số thẻ, tên chủ thẻ, khách hàng, ba chữ số CVV và ba chữ số nhập sau thẻ, nhấn vào thanh toán, cũng là OTA quý điện tử avatar nha các bạn. Thì các bạn tiến hành chọn cho mình quý điện tử avatar thì ngay tức anh chị nói quý điện tử avatar tiến hành toán hoặc cái mã quý pháp này tiến hành toán nha các bạn. Cái tiếp nữa là cũng là avatar nhưng mà chuyển khoản ngân hàng nha các bạn, Goldbank. Các bạn sử dụng bất kỳ ngân hàng quý điện tử nào chuyển khoản đến ngân hàng gây cái số tài khoản ngân hàng Goldbank và avatar này nha các bạn, hoặc là biết mã gì có thể tiến hành toán này. Cái tiếp nữa là hệ Visa, nhập cho mình số thẻ khách hàng và chữ số CC là bằng số mặt sau thẻ như thanh toán nha các bạn. Card có thẻ Red, thẻ Alta, thẻ iSafe, thẻ Wecon, tốt thẻ Red, thẻ Alta, thẻ Wecon các bạn nhập sau khi nhập vào thẻ mà iSafe thì bạn nhập mã pin thôi bạn và nhấn xác nhận. VTC Pay thì cái thẻ đó bạn mua các tiệm net, các hàng điện thoại siêu thị các bạn, cái thanh toán bằng thẻ các bạn, cái hàng nội địa nhập cho mình số thẻ hoặc tên chủ thẻ hoặc lực nhấn tiếp tục thôi nha các bạn. Cuối cùng là nạp quý bằng xu. Thì để nạp thì bạn phải có số dư quý, thì để nạp mà xu thì bạn quay về trang chủ bấm vào nạp xu. Đây thì nó cũng có phương thức y như nạp hồi nãy các bạn, chỉ có khác thanh toán trực tiếp nên là mình sẽ hướng dẫn bạn thanh toán trực tiếp, còn mấy này y cũ nên là bạn cứ nạp thôi nha các bạn. Thì nó sẽ ra xu, bạn chọn cho mình cái gói nạp, nạp số điện thoại, chọn ngân hàng, bất kỳ ngân hàng nào cũng được. Đó thì bạn chuyển dùng bất kỳ ngân hàng điện tử nào chuyển khoản đến cái ngân hàng mà bạn chọn với số tài khoản ngân hàng nó hiển thị trên đây. Nội dung bạn ghi rõ trên đây nha bạn, lưu ý là nội dung chuyển khoản bắt buộc phải có. Nếu hiểu sẽ không nhận được xu, thời gian áp xu từ 8 giờ đến 2 giờ mỗi ngày trong tuần, tối thiểu là 100 xu nha bạn. Sau khi mà các bạn nạp xu rồi á thì các bạn tiến hành quay lại những vào nạp game Ninja Đại Chiến, chọn cho mình cái gói nhập chọn phước nạp xu. Sau khi có xu rồi thì bạn quay về, nó sẽ ra vé nạp nha bạn, và nhấn vào đây và nhấn vào mua, bạn nhấn vào phần vé nạp nha bạn. Sau khi bạn mua rồi thì nó sẽ cộng hẳn vào thôi bạn, hơn nạp quà nạp đầu hay bạn nhấn vào những vào nhận. Ok, thì như vậy là mình hướng dẫn xong cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tuần này. Thì chúc bạn thành công và chơi game khỏe, đừng quên like hôm nào hay và chia sẻ cho bạn cùng biết nha, cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Tôi xin chào và hẹn gặp tất cả bạn ở những video tiếp theo, bye bye.